Thời tiết ngày 27 tháng 1, không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm. Ngày và đêm 27 tháng 1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 5 đến 8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 16 độ C. Ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7 và cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7 và cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.